Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 5 của Đài truyền Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã được đưa ra tại nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Mục tiêu là đưa ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Là tỉnh có diện tích trồng vải lớn nhất toàn quốc, đây là năm thứ 3 liên tiếp Bắc Giang dự báo vải thiều được mùa. Sản lượng dự kiến lớn trên 180.000 tấn, thời gian thu hoạch ngắn nên việc liên kết tìm đầu ra cho vải thiều được chính quyền nông dân các địa phương trong tỉnh tích cực xúc tiến ngay từ đầu vụ. Tân Yên là huyện đầu tiên ở Bắc Giang thu hoạch vải chín sớm. Những ngày này nông dân đang tập trung chăm bón, sản xuất vải an toàn, nâng chất lượng để vải lên cùi dày, tăng vị ngọt. Tất cả các quy trình đều phải tuân thủ tiêu chuẩn của phía nhập khẩu đề ra. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai nhiều phần việc nhân đạo, từ thiện hướng về cộng đồng. Khăn quàng đỏ là một chương trình được tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Lạng Sơn khởi xướng và triển khai trong nhiều năm qua, để lại nhiều dấu ấn đậm nét về tinh thần tương thân tương ái. Qua phong trào cũng giúp cho các em đội viên thêm động lực để học tập tốt hơn. Xuất phát từ ý tưởng một viên gạch hồng chống lại cả mùa đông băng giá, trong những năm bác bôn ba tìm đường cứu nước, sống và làm việc ở trời Âu, Hội Nông dân các cấp ở Nghệ An đã phát động phong trào những viên gạch hồng nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức ủng hộ hội viên nông dân nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở. Đến nay phong trào đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực. Thưa quý vị, tính đến nay cả nước đã có hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công để phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi đến các cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật nâng ngực, nhiều phụ nữ đã tin vào những lời quảng cáo tại các spa. Với những chiêu trò, các cơ sở này đã tự đưa ra những cái tên khác nhau và nâng lên thành phương pháp mới như là nâng ngực bằng xung kích hay đệm Molipid. Đẹp đâu không thấy, nhiều chị em đã phải nhập viện vì bị viêm nhiễm, áp xe vú. Những thành lũy xanh, hàng rào mềm nơi biên giới Lạng Sơn với tên gọi lũy tre biên giới Việt đã và đang được trồng bằng sức mạnh đoàn kết của quân và dân địa phương. Không chỉ tạo sinh kế cho nhân dân thôn giáp biên, mà hơn hết đó còn thể hiện niềm tin, ý chí quyết tâm mạnh mẽ, gắn bó với quê hương, gắn bó với biên giới, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Phần điểm tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài truyền Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.